Dạ Tùng xin kính chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn mọi người trở lại kênh Sám Sát TV của mình nha. Nãy giờ mấy anh em ngồi uống cà phê cả nhà ơi. Mấy ly cà phê nè. Này có anh Nghĩa cá hồ nè. Này ảnh khạc trương tay lưới mới. Mới đóng tay lưới cho anh Nghĩa nè cả nhà. Bây giờ mấy anh em ngồi đây chơi đợi nước. Bây giờ tới nước thả rồi. Trời ơi, cũ của anh hai mình nó tan beng hết trơn rồi cả nhà ơi. Rồi anh Nghĩa lên đường rồi kìa. Mới tính chọc ổng cho ổng chữ đồ chơi mà ổng lẹ quá, thấy mình bật máy lên là bắt đầu ổng phóng xuống xuồng liền. Giật máy đi rồi. Rồi anh hai chuẩn bị kiểm tra lại tay lưới này, bắt đầu mình đi thả nha mọi người. Giờ này khoảng 7 giờ mấy 8 giờ rồi. Bữa nay đỡ, hôm qua gió lạnh quá trời lạnh luôn. Đỡ. Hôm qua lạnh quá cá sát nó không có đi hết trơn. Bữa nay bắt đầu có cá sát nha. Chuẩn bị tinh thần nha, chuẩn bị tinh thần gỡ cá nha. Cá vô. Thả giặt lưới này hy vọng vô bầy cả nhà. Nguyên bầy cá sát. Muốn gỡ từ từ hay là muốn ruộng vô chị hai? Này dễ vậy ta. Dạ được. Rồi để anh hai thở xong rồi lúc anh em mình đi cuốn lưới rồi mình quay tiếp cho mọi người coi, mọi người theo dõi video nha. Tới nước cuốn lưới rồi mọi người ơi. Giờ này bắt đầu gió lên hơi lạnh. Cái gì còn lạnh nha. Nãy lúc mình mới đi đâu có gió dữ vậy ha. Giờ này đỡ rồi chứ gặp phê lạnh nữa. Có sương dữ nữa. Giờ này đỡ không? Nay uống gì vậy? Cà phê hả? Nay có cà phê uống luôn nha. Rồi, mời cho đi. Mời cho nhà đi cà phê. Rồi, có cá rồi kìa. Cừ chứ, ông cà phê đó ông cừ rồi. Cái út cả nhà ơi. Cái út không quay nè, út không khoái nè. Ủa, cái em có xô không? Rồi giờ sao? Trở lại hả? Bỏ vô cái gạo này thải đi. Nào ông đậy thì... Rồi có cái xét rồi, không sao đâu. Nói chung mình mình giăng lưới anh em cả nhà thì tính cá sủ, cá sủ là gửi đi xa được nè. Cá ba sa, cá hú đồ không có gửi đi xa được mọi người ơi. Cá lưới cá sát này thì cá sát cũng không đỏ, cá sát lên kìa. Cá sát cũng không gửi đi xa được nữa. Dạ. Mà có cá út. Cá út làm khô cá út. Có, con gửi rồi, con đó kìa. Mình kêu là sao ta? Mình giới thiệu khô cá út cho hai. Khô cá út là thương hiệu vợ anh Tèo. Biết đâu mai mốt bà làm chuỗi hệ thống khắp cả nước rồi hả? Lúc đó đỡ khổ rồi sao? Biết không được cuộc đời. Mình làm đó là mình nhiều khi mấy ngư dân mình đây tao dính người ta hết rồi, hết than rồi đó. Dính tiền ít tiền nhiều thôi à. Hợp lý không? Sao chị em ngu à? Chị nghe hợp lý không mà sao chị em ngu vậy? Ủa, mày không kết thúc gì nữa.
kết thúc gì đó bà chịu không mới được, mai mốt bây giờ làm gì chủ cơ sở kim kim nhân viên kim bán hàng luôn. Cái khúc ngoài coi sao, ở trong này kỳ gì là sao gì thay đổi gì nữa à, ý nói là bây giờ khác hồi trước, cá nó không nhiều trước ha. Rồi tìm lên kìa cha ơi, lại quá cao đi lại này, đừng có tính là tính không không được đâu, gì đâu mà lên mới có hai con cái xác này rồi không không. Thôi đừng buồn, cái út 200.000 ký. Ôi cá phèn, ôi gì nữa kìa, trời ơi nguyên bậy luôn, nguyên bậy luôn rồi, nguyên bậy cá đó đó. Cười thì con cá phèn nữa nè, lâu quay cá phèn nữa nè tối. Con cá phèn mọi người ơi, cá phèn cá phèn để đi, đi quay gì nè mà cái nhà thấy mới đẹp đó, mình biết được cái màu của nó chứ, để không mình để cái kia cái màu nó hơi chá, cá phèn màu vàng dưới thần vậy đó. Có loại, có loại cá này là cá đường phèn nữa nên chắc cá này cá phèn mà ấy à, phèn ghi. Vàng vàng luôn hả? Cái vàng vàng mà tim bự bự hả? Có mấy con nổi rồi cậu. Mười mốt bây giờ mình kêu cá 200.000 đi. Đặt thêm cái tên nữa đi. Cho có sinh khí chút, hồi ơi nguyên chùm. Cá 200.000 là nhiều quá. 200.000 à, không nghĩ là mắc nha. Thôi ơi, cá 200.000 mua 200.000 một ký chứ ăn lâu lắm mới hết 2 một ký đúng không? Cô mượn nhiều khi nói giá thì chứ không ngán ăn được. Bây giờ mình phải tìm cái phương pháp hay cách làm nào mà mình sẽ cho nó nhanh á, mình không có ngán gắt mần. Thì mình cái nói chung là em không rành nhưng mà từ từ giờ mình quen tay rồi nữa. Chị không thấy cái dừa hả? Cái dừa mà tao quỳnh lột mà quen tay tao lột cấp thả nó không thấy hả? Cái gì cũng có cái chiêu thức của nó chứ, để mà làm công việc được nhanh hơn. Nó vàng nữa rồi kìa. Lên nó vàng vàng đâu, không lên trắng. Lên trắng trắng là có cá sát được rồi nè. Con bánh đi nái nè, trời ơi con út bánh kilo kìa, lúc này lên vàng khè.
con. Đó, có trắng trắng rồi đó. Dưới rồi có trắng nữa không? Cá giờ này dắt đẩy lên lai gai mọi người, nó không có lên cục. Con gì vậy? Cho nhái hả? À? Ê bắt ơi. Rồi. Lâu lắm rồi mới dính được nó vô hết á. Thì quy con cái. Rồi. Vàng vàng. Trời ơi, tê tay luôn á. Lạnh. Lạnh uống nước đá lại lạnh chứ hai. Cà phê đá nè. Thôi. Cái đồ cạp thiệt ạ. Nãy giờ đứng hứng gió không muốn nghẹt mũi à. Em biết bữa nay lạnh nên thôi em đi theo, chứ em thôi em ở nhà. Ra đây chứ để anh chị lạnh sao ra đây chia bớt cho bớt lạnh. Chia thì mày đâu có mũi rồi mày ngồi ra cản gió rồi mày chia. Mày ngồi sao đít người ta rồi mày chia. Ngồi đây chị cản bớt. Chia đâu chia mày chia ra hả? Chia này chia cũng được. Trời ơi, tạm chia tạm nó đi. Nhiều người cũng hỏi khô á, hỏi khô có bằng khô có ba sa còn khô được không? Ăn rồi, thiên nó ngon. Cái làm như thế này cái xác bự người ta ha. Nó ngồi đèn cũng coi rồi vàng hay trắng nè. Trắng này ha. Thôi nửa tay đầu mình bắt lộn xộn nữa tại sao mình tiện cá trắng mới bắt nha. Nè tập tính của con này nó đi theo bầy đúng không, nó đi theo bầy thì bây giờ nếu có dính nó thì cũng phải có bầy chứ sao kỳ vậy. Mấy con này chắc ngoài bìa chứ không phải không có vô cục ha, không vô chính giữa của bầy đó ha, dính ra mé mé như hai mấy không kiểu vậy đó. Tại lưới này nãy không được bổ trên chúng. Cưng cái này cưng lưới nữa chứ. Thì con học trò ấy nè, cái học trò mình chắc luôn là cũng có một số người không biết con cá này luôn, nhiều người luôn á, cái học trò đó nè.
Học trò này xương dữ lắm. Nó dạng nó giống như cá cóc vậy, cái dốc của nó. Nó thon hơn. Cá cóc ngon hơn. Quá trời luôn kìa. Về khe không hả? Rồi, bữa nay bắt cá 200 không? Cá 100 không bắt, bắt cá 200 không? Đợi nữa. Đây giống dữ không anh? Làm như có mình anh lỗ đầu á, là anh khoe. Thấy gỡ cá khí thế lắm mà lỗ sao? Cốc không à. Lỗ dạ. Cốc nó mạo cốc ra nó gạch ta cốc không nói. Cốc mày nghĩ tao nạo luôn rồi, nghĩ cốc không. Nay ba xuồng văng lưới cá sát mà dính cá út nhiều quá nhỉ. Xuồng mình chừng ký cá sát à. Còn như cá út không. Trong ghe xuồng trong ghe chú bủ à, chú bủ với thêm bủ văng lưới cũng nay ông nói cũng như cá út nhiều nữa. Anh nghĩ thì nói nay lỗ đầu luôn rồi. Lỗ được rồi, lỗ đầu nữa, làm hết hồn. Thôi vô nhà đi cái đít vô trước nha. Cá cá út rồi chống mặt đâu. Không có ruộng. Nhưng mà nhiều cá út nhiều. Này gỡ là cũng sáng ruộng rồi. Cô cá út nè. Có cái sáng nào? Có mấy con đó. Nè. Rồi lội leo. Lội leo que. Có đâu. Nay được ký không anh á? Đó là cá mấy con nè. Ít vậy. Vô tới bờ mọi người ơi. Bữa nay thất thu trầm trọng. Mà nói chung tại nước bữa nay cá nó không đâm. Ai cũng vậy mà nó phải mình đó. Chung làm nghề bà cậu thì có bữa gì bữa khác. Không sao, không có gì buồn. Ai trời ơi, con này cả nhà, con cá út nguyên một bọc mà có 3 kg mấy. 3 kg mấy cá út rồi nè. Cái xác có mấy con à, chắc được ký ký hơn quá. Ký cái xác. Ký cái xác à? Rồi. Ký cái xác à trời. Gió thì bỏ được, gió nghỉ. Này con ký cá sát cả nhà. Thôi giờ mình về. Giờ về ngủ. Có gì sắp tới không ta? Có bột cá út sắp lên đề thay bưng theo cua lên. Vậy xong phải không? Thôi giờ mình xin kết thúc video hôm nay. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này nha. Tạm biệt chị hai. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha.